Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đã đến với kênh của mình. Thì trước mắt mọi người đây là một chiếc cano, chơi cano mô hình ghét cười. Bây giờ chuyển sang chơi cano chở người nha mọi người. Thì trước chạy kênh mình với review về cano mô hình, cano điều khiển, chạy điện và chạy xăng. Còn bây giờ là sẽ cano chở người. Chiếc này thì được bên anh Đại Phát 68 và anh Kiên, đây là chủ cano nha mọi người, kết hợp làm với nhau là trong vòng đâu đó khoảng hai năm mấy hơn. Ngày hôm nay mới có thể hoàn thiện và đi thử. Chiếc này chạy chỉ là thử máy thôi nha, chưa có hoàn thiện hết đó nha mọi người. Đây cho mọi người coi bên trong em nó. Chiếc này là chiếc chạy động cơ Yamaha Jackie chứ không xài chân vịt. Đây là cái dắt nè. Đây là cái ống dắt. Trong đây nó có cái chân vịt. Nó chỉ đơn giản cái phần đuôi là nó chạy jacky nên nó rất là đơn giản, nó chỉ là có cái ống jacky thôi. Thì đây là cái máy Yamaha 650. Cái máy này là để nói nguồn gốc của cái phần máy với cái jacky cho mọi người nghe luôn nha, biết độ chịu chơi của anh chủ cano nha. Thì anh đi lên Sài Gòn, anh mua ở đâu anh? Cà Mau. Đi Cà Mau hả? Anh xuống Cà Mau rồi đó, anh chốt một chiếc jacky còn nguyên dạng luôn nha. Là một chiếc mono nước jacky á, còn nguyên dạng luôn. Sau đó anh cắt lấy đúng cái phần cái nền máy, cái phần jacky, cắt đúng như đây thôi. Rồi nhiều bỏ hết, vận chuyển cái máy với cái jacky về. Thì cái phần này là cái phần lường nè, phần lường này là zin của nó nè. Lên đây bắt đầu anh đại, anh đắp từ từ lên. Chỗ này là cái lằn sóng nè. Đó. Đây là cái jacky zin. Nói chung là nguyên một cái bộ máy và cái jacky á, nó là nguyên bản nó luôn. Là chỉ cắt ngang rồi na vô chiếc này thôi. Thì chiếc này, cái mẫu này là do anh Đại thiết kế. Còn cái phần nội thất á, là anh chủ cano thiết kế nha mọi người. Đây là cái bánh lái. Cái này là chưa có hoàn thiện hết nha, chỉ là chạy hôm nay chạy thử máy thôi. Để coi chạy đạt ok rồi mình bắt đầu mình mới hoàn thiện cái phần sơ ở ngoài. Đây cái máy nè. Máy này là máy tô nước 2 thì, 2 bích tông. Đây là cái bô. Đây là cái phần dắt nè. Cái này là cái khi mình chạy mà nó vô nước hay sao đó, mình tháo cái này ra là nó chảy nước ra nè. Bình thì hiện tại nó xài bình nhỏ để đề thôi. Này có hai ghế đi được hai người nha, nhưng mà trọng tải chiếc này chắc được 3-4 người luôn. Hai người thì đi dư sức rồi. Này mình xăng gắn đỡ nè. Sơ ra rất là ngầu luôn nha mọi người. Chiếc này thì khỏi bàn luôn rồi. Cho mọi người coi cái mặt nè. Hơi để lâu nên hơi có sình. Đây là sình. Đây là cái phần lường dưới nè. Mọi người thấy cái lường dưới không? Ôm rất là ôm kinh khủng luôn. Đó, chữ Yamaha nè. Yamaha. Ngồi thì cảm giác lái rất là êm luôn. Kiểu mà giống như mấy chiếc này, giống như mấy chiếc đua ở trong trường của mấy Mỹ nè. Nó kiểu hai người, người đứng chỉ đường với người đua. Giống hệt luôn. Đó. Sau 2 năm mấy hơn á, mình nhớ là 2 năm mấy hơn á, làm thì tới bây giờ mới hoàn thiện. Rồi là chưa hoàn thiện nữa, chỉ mới phần máy móc lái rồi vỏ bề ngoài thôi, còn trang trí này kia nọ nữa. Đó, đằng xa xa màu đen đó là cái nắp của nó, rồi úp cái nắp lên đây nè. Đẩy cái nắp lại rồi có khóa để gài lên nè mọi người. Khóa inox. Đây nè. Khóa này khóa inox. Rồi, anh em chờ đón cái phần mà test em này nha. Bắt đầu mình sẽ đưa lên xe rồi đưa đi. Này nó có một chiếc xe kéo nè. Xe kéo này ảnh tự làm luôn nha mọi người. Đó, xe kéo. Thì xài cẩu gắn cái bờ lan can á, cẩu nó xuống, nà nó xuống. Này là tự làm hết. Mua sắt, bánh xe về là tự hàng tự làm. Đó. Chỉ việc kéo đi thôi.
Đó, sao nhìn tới nè. Đây là cái phần vỏ. Cái vỏ thì mấy cái cong này, 1, 2, 3. Nói chung là nhiều cong lắm. Có cong mới chịu nổi nha. Trong đây cũng có cong nữa nè. Mấy cong này nhỏ hơn vỏ lãi nhưng mà nó cứng rất là dày. Cái này 3-4 lớp. Cái này nặng khoảng chừng 200kg. Chiếc cano chở 2 người. Đó, anh em cùng chờ đón clip test nha. Đang trong công cuộc chuẩn bị hạ thủy cái cano này nha mọi người. Hiện tại anh đang đứng tiền, anh đang đặt đường để bắt cái cẩu. Đây là em đó, ra ngoài biển gần cửa biển mình chơi, nhưng mà không ảnh hưởng tới ai, tại vì chơi song song nước thì nó chặt chội với lục bình nhiều lắm. Sao? Con nền máy nha mọi người. Lớp bánh. Hai cái ông ghé nhà anh. Đâu? Rồi ông đi đâu vậy? Chết. Nó về cũng cắt bỏ. Sau 2 năm thì cũng hạ thủy ha. 2 năm gửi. Hồi nó ve lại cái đó sao trời? Ve cái đít nó vô đụng mà. Đang kiếm đường hạ thủy nha mọi người. Tới luôn lỡ này lỡ. Tới luôn nó được mà. Mày lỡ cho nó vô luôn cho lấy bánh lại. Ok con hiểu ý chú à. Đó. Đụng mà tao ta tại xe xe ta cứ cho lái mà đụng. Lên luôn chứ đại. Chú giữ giùm anh cái đó đi. Giữ nó lên lại luôn không? Lên lại luôn. Khoan khoan hai mày. Để đây nha. Lên cái bánh đi thôi. Tay nào lên bánh. Rồi đẩy nhóng lên coi. Rồi ok. Rồi đó để thả. Chưa 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 xuất ra sao chú. Ủa mà thích ra đây chút vậy được rồi quay mà được rồi. Ở chiếc bè nè vòng 2 quận vòng 6 nè vòng 6 nè bỏ xuống dưới 1200 không rồi nè bỏ đây nè đây coi như vậy ấy không lộn này được không có lộn lại được. Đi lộn lại đi nhìn lên mới được thôi dở này lên dở đầu lên nè đó anh Kiên ơi đọc bài đấy anh Kiên tay kiếm cái gì chêm cũng được. Cái này làm YouTube đủ mà, nhưng mà có yếu quá. Bởi vì còn nổi lên vài chiêu quá được. Giữ giữ này giùm anh chứ đại. Để hướng nghe hết mày. Giữ đâu? Như thằng giữ không mày? Chục lít xăng cây số. Đủ mà, chắc cái bình nó 5 lít rồi chẳng hạn. Chút là không có chuồng, không có vô nổi đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dây này dồn quá sao chút kéo vòng nha. Cái kia,